Bà Phương Hằng lại đòi tiền cho Hồ Văn Cường, vạch lý do Nhâm Hoàng Khang từ chối 1 tỷ tiền thưởng. Mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục có buổi trò chuyện trực tiếp thu hút sự chú ý của cư dân mạng với chủ đề Sự thật nát lòng. Trong đó, vợ ông Dũng Lò Vôi đã nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến netizen tranh cãi. Nữ CEO Đại Nam nói, có 200 triệu của nó mà cũng giữ nữa, giờ cô Phi Nhung mất rồi, tôi vẫn nói. Ai nói tôi xúc phạm tôi vẫn chịu, riêng cái gì chứ 200 triệu đó giữ là sai. Cô ấy mất rồi nhưng mẹ của Hồ Văn Cường vẫn ở đợ, nhà nó vẫn dột. Mình không được phép làm như vậy với con người ta. Đến giờ phút này ai sẽ lên tiếng tôi sẽ lo cho thằng Cường. Phi Nhung sai hoàn toàn câu chuyện giữ 200 triệu của em Cường. Riêng phần thưởng của người ta còn cha còn mẹ, cái đó phần thưởng nó xứng đáng. Công cốc đi theo 6 năm không có đồng bạc nào luôn. 200 triệu danh dự của nó không có luôn. Phát ngôn mới nhất của bà Trùm Đại Nam nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng bà Phương Hằng không nên réo gọi Phi Nhung trong lúc gia đình nữ ca sĩ đang tan gia bối rối. Số khác lại nghĩ sự thật mãi mãi vẫn là sự thật, không gì có thể thay đổi được. Những ngày gần đây, dư luận xã hội xôn xao trước tin tức Nhâm Hoàng Khang bị bắt. Trước khi vướng vào lao lý vì tống tiền đường dây cờ bạc, Nhâm Hoàng Khang từng dính vào lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Cậu IT từng được xem là trợ thủ đắc lực của CEO Đại Nam, giúp nữ đại gia tìm ra nhiều sự thật động trời. Tuy nhiên mới đây bà Phương Hằng đã tiết lộ một vài tình tiết liên quan về mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang. Cụ thể vào thời điểm bà Phương Hằng đăng tải thông tin sẽ trao 1 tỷ cho ai tìm được danh tính thực sự của tài khoản vô thường, người chuyên chống phá công kích sau lưng bà, Nhâm Hoàng Khang đã xuất hiện. Cậu IT đã liên hệ với Đại Nam và giúp bà Phương Hằng tìm được danh tính kẻ đứng sau này. Tuy nhiên khi bà Hằng trả 1 tỷ tiền thưởng như lời hứa thì Nhâm Hoàng Khang không nhận. Cậu IT bất ngờ đề nghị tự mình sẽ làm một tờ biên lai chuyển tiền trị giá 500 triệu đồng và không nhận bất cứ đồng tiền nào từ CEO Đại Nam. Bà Phương Hằng nói trong buổi livestream, mới đầu tôi cũng chưa biết gì về Nhâm Hoàng Khang cả, tôi hồn nhiên lắm, tôi lo công việc, lo cho công ty, các con của tôi. Bỗng nhiên Khang tốt với tôi như vậy, tôi cho 1 tỷ mà không nhận. Khang làm một cái phiếu tiền giả 500 triệu rồi bảo đưa ra như vậy để mọi người không đánh giá tôi. Tôi nói nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Với tôi 1 tỷ không phải là lớn, nhưng công của em thì em cứ nhận 1 tỷ mà nhất định nó không nhận. Bằng kinh nghiệm sống của mình, bà đã phát hiện người này không hề đơn giản và nhất định cắt đứt mọi quan hệ sau đó với Nhâm Hoàng Khang. CEO Đại Nam nghi ngờ chính người này đứng sau một tài khoản Facebook có tích xanh đã được đổi tên là Nguyễn Phương Hằng đi cãi lộn trên mạng trong thời gian tài khoản thật của bà tạm khóa lại. Điều này đã khiến dân mạng hiểu lầm bà. Bà Phương Hằng cũng nghi ngờ việc tài khoản mạng xã hội khác của mình cũng bị tác động nên những tin nhắn riêng tư của bà cùng với bạn bè mới lộ ra. Nữ CEO nói, Nhâm Hoàng Khang khoe với tôi có thể xâm nhập vào bất cứ website và cuộc trò chuyện với mọi người đều được ghi âm. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi, với tôi là một doanh nghiệp tử tế làm ăn mà giao du với kẻ làm những điều vi phạm pháp luật. Sao tôi và một kẻ như vậy có thể chung chí hướng được, tôi không chơi với những người như vậy. Chính vì những lý do này mà nữ CEO đã chủ động công khai trên mạng xã hội cắt đứt mối quan hệ với cậu IT. Từ thời điểm này, hai người bắt đầu liên tục có những động thái công kích nhau trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. CEO Đại Nam khẳng định không bao giờ coi việc Nhâm Hoàng Khang là cánh tay phải, những gì lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai lầm. Cũng trong buổi livestream, bà Phương Hằng nhắc đến việc tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố nhận 23 con nuôi của Phi Nhung về nuôi dưỡng. Bà Phương Hằng đã mách nước cho vị tỷ phú này cách để từ xa vẫn giúp đỡ được đám nhỏ. Thật lòng tôi nghĩ anh nên để 10 triệu đô cho các cháu vào tài khoản ngân hàng, mỗi tháng có thể lãnh tiền lãi lo ăn học. Vậy là công đức của anh quá vĩ đại rồi. Các em ở Việt Nam quen rồi, chỉ cần có nguồn tiền đảm bảo ăn học tới nơi tới chốn là tốt rồi, không cần đón chúng qua Mỹ. Nếu anh thật sự có tâm làm như vậy, tôi nể anh sát đất. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết việc đưa tất cả sang Mỹ trong khoảng thời gian này là khó có thể xảy ra. Bên cạnh đó, ở Việt Nam sẽ không có ai bỏ rơi đám nhỏ hết, kể cả nữ đại gia. Nữ CEO chia sẻ, nói đem ra nước ngoài có vẻ xa xôi vời vợi quá, anh cũng già rồi, mang 23 đứa sang Mỹ nhiều vấn đề nhiều khê lắm. Đặc biệt ở Việt Nam chưa ai bỏ rơi tụi nó cả. Nếu không có anh thì cũng có bà con, người này người kia bao bọc, trong đó có tôi nữa. Bà Trùm Đại Nam mong muốn tỷ phú Hoàng Kiều suy nghĩ về kế hoạch bà đưa ra, vì theo nữ đại gia thì đó là cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất.